Xin chào các bạn, thời gian gần đây Sony đã làm khá là nhiều những mẫu tai nghe không dây, đặc biệt là những chiếc tai nghe để chơi thể thao. Và nổi bật nhất ở trong dòng tai nghe chơi thể thao đó là chiếc XB50BS và XB80BS. Tuy nhiên, hai mẫu tai nghe này đã lỗi thời và Sony đã thay thế bằng những mẫu mới. Và đây là một trong những mẫu tai nghe để thay thế cho chiếc 80BS, đó chính là chiếc SP 600N. Đây chúng ta có thể thấy là chiếc hộp đựng của SP600N với rất là nhiều những thông số về những cái công nghệ được Sony tích hợp ở trên chiếc tai nghe. Chúng ta có thể kể đến đầu tiên đó là công nghệ Ichabod. Với công nghệ này sẽ giúp cho chiếc tai nghe có độ trầm tốt hơn. Bên cạnh đấy chúng ta có cái công nghệ kết nối một chạm NFC, microphone đàm thoại chất lượng HD, khả năng chống nước IPX4, thời gian nghe nhạc 6 tiếng liên tục, có thể kích hoạt trợ lý ảo ngay trên tai nghe, hỗ trợ công nghệ Ambient Sound giúp chúng ta nghe được cái âm thanh ở xung quanh, và một cái ứng dụng Headphone Connect ở trên điện thoại giúp chúng ta có thể tùy chỉnh những cái equalizer. Chiếc tai nghe được sử dụng cái công nghệ Noise Cancelling của Sony. Phía đằng sau này thì Sony có hướng dẫn chúng ta cách sử dụng chiếc tai nghe, chúng ta đeo như thế nào và các phím bấm của nó có những chức năng gì. Dưới này thì có cái hướng dẫn chúng ta cách để cài đặt cái ứng dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc tai nghe này để khám phá xem bên trong chiếc SP600N này sẽ gồm có những phụ kiện gì và cùng nhau trải nghiệm chiếc SP600N. Và đây là tất cả những cái phụ kiện ở bên trong hộp chiếc SP600. Chúng ta có thể thấy đây là những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta có thể mở ra và đọc để có thể sử dụng nó một cách thuần thục nhất, với những cái cuốn sách với những hình ảnh minh họa một cách rất trực quan, giúp chúng ta có thể sử dụng một cách rất là dễ dàng. Đây, những hình ảnh minh họa rất là trực quan. Bên cạnh đấy thì chúng ta có một cái phiếu bảo hành chính hãng của Sony. Chúng ta lưu ý khi mua tai nghe Sony tại Việt Nam, nếu là sản phẩm chính hãng thì chúng ta cần phải có cái phiếu bảo hành này. Khi đi bảo hành thì chúng ta cần phải xuất trình cái phiếu bảo hành này thì Sony mới chấp nhận bảo hành cho những cái chiếc tai nghe chính hãng tại Việt Nam. Bên cạnh đấy chúng ta có một cái hướng dẫn để giúp chúng ta có thể cài đặt các ứng dụng của Headphone Connect ở trên điện thoại. Và đây là một cái cặp earbuds size lớn hơn giúp chúng ta có thể đeo vào trong tai một cách dễ dàng. Nếu như cái cặp earbuds ở trên tai chúng ta không vừa, chúng ta nên thử bằng cái cặp earbuds này. Và đây là ba bộ tip với ba size khác nhau để chúng ta có thể thay thế cho cái tip ở trên tai, làm sao khi chúng ta đeo cho cảm giác đeo thoải mái nhất. Và đây là cái cáp để sạc, một đầu USB và một đầu micro. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chiếc SP600N, chiếc tai nghe không dây thể thao với khả năng chống ồn chủ động của Sony. Đây là toàn bộ những hình ảnh về chiếc SP600N, chiếc tai nghe được làm dạng đeo thẳng với phần earbuds gài vào tai giúp chiếc tai nghe được cố định chặt ở trên tai khi chúng ta chơi thể thao. Housing của nó được làm bằng nhựa và rất là nhẹ, với cái housing có kích thước khá là nhỏ so với hai cái mẫu tiền nhiệm là chiếc XB80 và chiếc XB50. Thì chiếc SP600 này có kích thước của phần housing nhỏ hơn rất là nhiều. Nó giúp cho chiếc tai nghe đeo ở trên tai có một cái độ thoải mái tốt hơn và cũng có cái cảm giác nhẹ hơn. Đây, cái phần earbuds và cái phần mút tai nghe. Chúng ta có thể thấy cái phần ống dẫn âm của nó rất là dài, giúp chiếc tai nghe đeo sâu vào trong tai. Cái phần earbuds của nó được làm khá là mềm và nó sẽ dắt vào trong vành tai của chúng ta, giúp chiếc tai nghe không bị rơi ra khi chúng ta vận động mạnh. Phía mặt trước thì chúng ta có một cái logo Sony và một cái biểu tượng hình tròn. Ở đây thì nó chỉ là cái biểu tượng trang trí thôi, chứ nó không có chức năng gì. Ở giữa thì chúng ta có một cái cụm điều khiển với phím tăng giảm âm lượng, phím dừng chạy và phím nghe gọi. Các phím này bấm cũng khá là thích. Bên cạnh thông thì chúng ta có một phím nguồn và phím bật tắt chế độ chống ồn. Chúng ta có 3 chế độ, một là chế độ bật chế độ chống ồn chủ động,
chế độ ambient sound là chế độ nghe được cái âm thanh bên ngoài, và chế độ tắt hẳn chế độ chống ồn. Và bên dưới thì chúng ta có một cái cổng sạc với một cái nắp đậy che kín để giúp cho nước không bị vào khi chúng ta chơi thể thao. Phía bên hông này thì chúng ta có một cái biểu tượng NFC. Khi chúng ta dí cái điện thoại có NFC vào chỗ cái biểu tượng này thì chiếc tai nghe sẽ tự động kết nối vào Bluetooth mà không cần phải dò hoặc kết nối thủ công. Phần dây dẫn của chiếc tai nghe này cũng được làm khá to và chắc chắn. Nó có khả năng chống nước và chống thấm mồ hôi, chống đứt ngầm. Phần dây này mình đánh giá rất là cao, nó được làm khá là chắc chắn. Về cái trải nghiệm người dùng, sau khi sử dụng chiếc tai nghe này một thời gian thì mình chỉ có một cái nhận xét như sau. Chiếc tai nghe khi mà đeo ở trên tai nó rất là fit và khá là nhẹ. Khi chơi thể thao thì nó không tạo cho mình cái cảm giác bị vướng víu khi sử dụng một chiếc tai nghe. Và nó mang lại cho mình một cảm giác vô cùng thoải mái khi chơi thể thao, không còn bị vướng bận bởi những sợi dây dợ lằng nhằng nữa. Và cái khả năng fit của nó thì cực kỳ tốt. Đặc biệt, đấy là khả năng cách âm. Khả năng cách âm của chiếc FP600N này là vô cùng tốt. Nó gần như loại bỏ được hoàn toàn những cái tiếng ồn của động cơ hay tiếng ồn do điều hòa hay là tiếng quạt. Tại cái phòng tập gym của mình, mọi người hay dùng loa ngoài. Chính vì vậy, cái không gian nó rất là ồn ào. Khi đeo chiếc 600N này, cái khả năng cách âm của nó khá là tốt và nó tạo ra cái độ tĩnh giúp mình có thể nghe trọn vẹn những cái bài nhạc mình yêu thích một cách tốt nhất, không bị lẫn tạp âm hay bị ồn do môi trường. Khi đi trên xe ô tô thì cái khả năng cách âm của nó cũng cực kỳ tốt. Nó giúp loại bỏ gần như là những cái tiếng ồn của động cơ do môi trường mang lại, một cái không gian rất là yên tĩnh và chỉ có âm nhạc thôi. Còn về chất âm, chiếc tai nghe này mang đến một cái chất âm giàu năng lượng và bùng nổ ở dải trầm. Nó có tổng thể âm khá giống với chiếc XB80BS trước đây. Tuy nhiên, chiếc FP600N này đã được tinh chỉnh lại một chút để cho cái âm thanh của nó có độ chi tiết tốt hơn. Cái background của nó sạch sẽ hơn và phần bass của nó tuy nhiều trầm nhưng xuống sâu và được kiểm soát tốt hơn. Còn dải trung ở trên FP600N là một dải trung rất đặc trưng của Sony, với một dải trung có một chút ấm, dày và nghe khá là tự nhiên. Nó rất là thật, khiến cho chiếc tai nghe có cái độ chi tiết rất là tốt và cũng rất là dễ nghe. Còn dải chép của Sony thì đặc biệt là những dòng XJBud thì chưa bao giờ nhiều. Nhưng ở mẫu tai nghe cao cấp như ở FP600N này thì dải chép của nó khá là giàu năng lượng. Tuy nhiên nó không nhiều quá và nó cũng bị cắt gọt một chút ở cái phần cao, giúp cho chiếc tai nghe không bị chói và cũng không bị gắt khi chúng ta nghe những bản nhạc sôi động. Đây là một mẫu tai nghe phù hợp với những cái dòng nhạc thiên về âm trầm, ví dụ như dòng nhạc EDM, dòng nhạc DJ, dòng nhạc dance, và đặc biệt là rất phù hợp với dòng nhạc pop hiện đại. Với những cái dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng hay là những cái dòng nhạc mà thiên về kỹ thuật thì đây không phải là một cái lựa chọn thực sự là quá tuyệt vời, nhưng tất nhiên nó vẫn có thể đáp ứng được phần nào. Hiện tại ở phân khúc tầm cao của FP600N này cũng có những cái lựa chọn khác như Bose Sound Sport hay là Sennheiser CX Sport. Tuy nhiên, chỉ có chiếc FP600N này có cái công nghệ chống ồn chủ động. Đây là một lợi thế cạnh tranh của chiếc FP600N so với hai sản phẩm còn lại. Hiện tại sản phẩm đã được bán chính hãng tại Việt Nam để trải nghiệm. Xin mời các bạn qua iDo Audio 78 Lê Thanh Nghị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.